Xin chào toàn thể các anh chị cô dì chú bác yêu lan trên mọi miền tổ quốc của em ngày hôm phiên trưa hôm nay nha. Trưa hôm nay em lại lên một số mặt hàng cho các anh chị sưu tầm nhé. Đó đây là quế tím nha các anh chị nha, quế tím này nguyên bản này, nó nguyên bản nguyên gốc như thế này về các bác chỉ treo lên thôi nha. Đó đơn này là một 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 khúc có 23 cây luôn, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đó. Đơn này có giá là 120k. Đó 120k em mua vào là 100k rồi. Em lời có 20.000 thôi nha các anh chị nhé. Đó 120k về cho các anh chị ghép này. Đây là hình 1 và hình số 2. Hình số 2 là hình hoàng nhạn nha. Hoàng nhạn này nó bị dập nhưng mà không vấn đề gì đâu nha các anh chị nhé. Nó chỉ bị dập sơ sơ thôi. Nhưng mà cây đây cây ngồng hoa nó vẫn còn này. Cực kỳ đẹp luôn, một cây này. Đó. Hai cây này, cây này cây thác đổ thành công. Hai cây nó còn ngang nhau. Cây này, hai cây như thế này nó bị lỗi đáng lẽ đây này em phải bán 300k. Nhưng mà em 300 hoặc là 350. Nhưng mà nó đẹp, nhưng mà đơn này em để giá là 280k. Anh chị nói chốt hình số 2 giùm em. Hình số 3 là hình combo nha. Combo rất là nhiều luôn. Đó, là quế tím. Hà hải âu. Đời nhất điểm hồng. Em tặng con trâu to luôn. Đó, thêm con trâu to này. Đó các anh chị nào mà chốt đơn này em để giá là 130k, 130k hình số 3. Và hình số 4. Hình số 4 này em có hai cây trâu này, một cây này. Ừ hiếu thảo. Một cây này, hai cây này. Đó, hai cây như thế này. Hai cây này, bác nào yêu đơn này giá là 200k nha. Nó bảo ông ngân cho nó cái sự thải 200k. Đây một. Đây là hình số 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 gốc này 200k tiếp theo nha. 200k này. Đó. Đây là hình số 5. Hình số 6 là cây châu mít nha. Một cây này, hai cây này. Hai gốc mít như thế này giá là 200k nha các anh chị nha. 200k này. Hình số 6 và hình số 7 là cây hoàng nhạn rời với lại thêm mấy cây nguyên bản nó nhẹ cước này. Đó, hoàng nhạn rời 1, 2, 3, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, cây to nhất hoàng rời 9 này. Đây này toàn là cây to to nha, không có cây nhỏ đâu nha các anh chị nhé. Đây này bác nào yêu đây này giá là 190k, 190k. Đó, hình số 7 và hình số 8. 8 là nhiều trâu, toàn cây trâu nó to to ngang nhau. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Đây gốc này 2 cây nha. 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10, 11 này, 12 này, 13 này, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 và 22. 22 cây. Đơn này em bán có giá là 430k. Anh chị nào mà chốt 430k cả nhỏ cả to nha. 430k. Hình cuối cùng của em ngày hôm nay là cây nhọn cực kỳ đẹp, một cây gốc to này. Đó, cây này là xếp rụt rịt, cây này là rất là xanh lè luôn. Cực kỳ đẹp luôn nha các anh chị nhá. Đó, nó được 2-3 cơn mưa là cây cực kỳ đẹp luôn. Đó, cây này có đang ra nụ này. Đang ra nụ nha, nụ xanh luôn. 1 2 3 4 4 cặp rưỡi lá. Anh chị nào mà chốt hình này. Cây này em bán giá là 200k nha. Đó, phiên trưa nay em có một số mặt hàng đấy thôi. Chị nào mà chốt thì cứ bác cứ liên hệ vào số của em nha. Xin chào tất cả các bác ạ.